Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài này trong cái cuốn sách Xem ngày xem giờ. Cuốn sách này nó dày 330 trang, của nhà xuất bản Thanh Hóa, xuất bản năm 2005. Đây là cái bài Thái Tuế Áp Tế Chủ. Cái bài này tức là cái bài nói lên cái việc là mỗi một năm có 6 tuổi trong Lục thập hoa giáp là kiêng đi đám ma và kiêng khi khâm liệm, kiêng kiêng nhìn thấy người chết khi khâm liệm và kiêng khi nhìn đứng gần khi hạ huyệt. Thì ở trong đây người ta ghi như thế này: trong lịch coi ngày chữ Hán trên trang đầu hành niên đại lợi và bất lợi có ghi một bên là mỗi năm có 6 tuổi bị Thái Tuế áp tế chủ. Những người có 6 tuổi này, tức là một trong 6 tuổi này ấy, trong lúc hạ táng nên tránh xa huyệt thì được kiết, hoặc 6 tuổi này trong lúc tang ma của bà con làng xóm trong lúc hạ táng không nên ở gần huyệt. Ngày xưa các vị thầy cứ xem trong lịch mà áp dụng. Nay Hán văn không phổ biến, sách quốc ngữ thì không ghi. Tôi xin trình bày cách tính này, tất cả bất cứ năm nào cũng tính được, đơn giản nhưng rất chính xác. Cách tính: trước tiên ta phải thuộc lòng bài Nhất Khảm Nhì Khôn, Tam Chấn Tứ Tốn, Ngũ Trung Lục Càn, Thất Đoài Bát Cấn Cửu Ly. Ta ghi 60 ngày từ Giáp Tý đến Quý Hợi, tức là ta phải ghi cái bảng đấy ra giấy, xong rồi ta mới tính được. Cách tính như thế này: ví dụ năm Ất Dậu khởi Nhất Khảm tại Bính Tuất, có nghĩa là như sang năm mới này là năm 23 thì ta phải khởi Nhất Khảm từ năm 24. Nhất Khảm tại Bính Tuất, Nhì Khôn tại Đinh Hợi, lần lượt đến Cửu Ly là tại Giáp Ngọ. Đếm tiếp Nhất Khảm gặp Cửu Ly tại các năm Quý Mão, Nhâm Tý, Tân Dậu, Canh Ngọ và Kỷ Mão. Vậy 6 năm gặp cung Cửu Ly là 6 tuổi bị Thái Tuế áp bổn mạng tế chủ, lần lượt qua các năm khác cũng vậy. Người ta viết ra nó như thế này có nghĩa là ta cứ đếm. Ví dụ như sang năm là năm 23 thì ta đếm năm 24 là 1, thì đến năm 1932 là 9. Thì năm 32 là năm gì đấy, năm Nhâm gì đấy. Thì có cái tuổi của cái người ở năm 32 đấy là tuổi gì đấy. Thì cái người đấy là một là phải tránh. Xong ta lại đếm tiếp từ năm 32 thì đếm đến đếm năm 33 lại là một. Thì ta cứ đếm tiếp như thế thì nó được 6, 60 năm trong lục thập hoa giáp thì nó được 9 vòng, à được 6 vòng như thế. Ta cứ đếm như thế thì nó được 6 người trong một năm là bị Thái Tuế áp tế chủ. Đây người ta ví dụ đây, năm Quý Sửu khởi Nhất Khảm tại Giáp Dần. Tức là cứ ở cái năm nào thì khởi khởi Nhất Khảm tại cái năm tiếp theo ấy. Những cung gặp Cửu Ly là Nhâm Tuất, Tân Mùi, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Mậu Tuất và Đinh Mùi. Thì đó là những người mà ở cái ví dụ hai người người ta viết ra đây. Muốn biết tuổi nào bị Thái Tuế áp tế chủ trong năm nay, ví dụ như Ất Dậu chẳng hạn. Đấy, cuốn này là cụ viết năm 2005 nên cụ ví dụ ở năm Ất Dậu. Thì ta khởi Nhất Khảm kế tiếp tức là năm Bính Tuất. Trong ví dụ vừa nêu trên, đếm đến năm nào gặp Cửu Ly thì năm đó phạm Thái Tuế. Đếm tiếp thì sẽ được 5 lần nữa ở cung Ly, tức là sẽ có tổng cộng 6 lần. 6 lần thì có 6 tuổi bị Thái Tuế áp bổn mạng tế chủ. Đây là cái bảng người ta ghi ra đây, 60 năm trong lục thập hoa giáp đây. Thứ nhất là Giáp Tý,
xong đến Ất Xỉu lần lượt như thế, và đến 60 là Quý Hợi. Thế thì căn cứ vào cái bài này ạ, đây vào cái bảng này tôi quay chậm như này để cô chú anh chị chụp màn hình là có thể là ta lấy ra được cái 60 ngày trong lục thập hoa giáp. Căn cứ vào cái bảng này và cái cách này thì năm nào ta cũng tính được. Ta tính ra để cái tuổi của ta và người thân đấy là để ta tránh 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 đi đám ma, tránh nhìn vào cái người mất khi mà khâm liệm, rồi tránh nhìn vào cái khi hạ huyệt. Để ta tránh được những các cái rủi ro trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái video đến đây nó cũng chưa được dài nhưng mà tôi xin phép được dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu giao lưu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số điện thoại 0986 217 320. Đây là một cuốn sách xem ngày xem giờ, và trong cái cuốn này người ta cho ta rất nhiều các cái bài tính hay. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.